Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Đam đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại để chơi tiếp Call of Duty Philo cùng thuyền trưởng Reject ha. We'll handle this, sir. Meet me on the bridge when you're through, Corporal. Yes, sir. Ở tập trước thì chúng ta đã lên trên hành tinh Titan, ấy lộn, vệ tinh Titan gì đó để giải cứu những cái người này về. Đây gọi là những cái thường dân ngồi ở trên đó. Captain, this way if you would. Và trong cái chiến dịch đó thì What happened, Ethan? Distress call from Farron. Should be in your HUD now. Tín hiệu cầu cứu từ Farron. Tigris is under attack. Are we in contact with Farron? Solar flares are blocking comms. Gator's trying to locate the position now. Ở chiến dịch trước thì Omar đã bị hy sinh rồi. Mà tự nhiên thằng đó nó chạy tới nó cứu thằng lính của nó xong rồi nó chết luôn hai thằng. Và bây giờ thì đảo Tigris đang bị tấn công. Các bạn có thể vừa thấy là cô Farron ở phía vừa xuất hiện ở trên màn hình đó. Something go wrong with the recon, sir? We saved lives out there, Ethan, but there were some problems. What kind of problems, ma'am? Staff Sergeant Omar didn't make it, Ethan. I'm sorry to hear that, sir. Gator, I've got the captain. We're coming in now. Chúng ta đã có được mấy cái gì unlock rồi. Player first. Coi cái đó ở đâu ta? Chắc là chút ở chỗ cái kho vũ khí mới nâng cấp được. Có thể nâng cấp cho chúng ta thêm một nhiều máu lên không? Aye, sir. I zeroed in on Tigris's fix. Prepare a drop to that location. Commence when ready. Aye, sir. Lieutenant Salter, get our jacks on alert. I want Raven standing by for survivors. Reyes, I don't anticipate it. Do it, Salt. Yes, sir. Captain, Kamo informs me you have a priority notification from the Admiral in your office. Rồi, đô đốc đang gọi chúng ta. Lieutenant Salter has the con. Salter chỉ huy nha, mình vô nghe điện thoại cái. Classified briefing regarding the POW known as Ryan. Identify yourself. Commander Nick Reyes. 3, 2, 1. We believe Ryan's mission was to incinerate himself along with the ATIS. His implanted transponder would have been destroyed, halting its signal, sending an all clear to the enemy fleet. Stratcom could only assume an invasion would follow. We need to act on this intel, Captain. Make it your purpose. Top Cat out. Captain, the ship is in position. We should get you out there. Chúng ta lại đi nữa hả? Ôi, mới nhận thông tin gì mình chưa kịp đọc luôn á. Hồi nãy giờ mình chỉ biết là tàu Tyrus đang bị tấn công thôi, chưa biết sống chết ra sao. Còn Commander gửi cái gì? Úi. Trời ơi. Bánh xác rồi. So I'll get a combat rescue team out there now. There's no one out there, Reyes. Gator, call the flight deck. I'll go out there myself. I'll go with you, sir. Captain, we've no life signs, no beacons. It's a total loss, sir. That's a signal buoy. It's close. I've got it. Put it through. Yes, sir. This is Admiral Salen Koch of the Olympus Mons. The UNSA ship Tigris lies in ruin. There will be no rest for the enemies of the front. I speak now to the Retribution. We will continue to fight you inside and outside your fading world. Your cities will surrender, broken and weak. We will not fail. Mars Eternum. We were set up on Vesta. They knew the Tigris or Rhett would respond. It was an ambush. Corporal Brooks is right, Captain. Brooks isn't a corporal anymore. You're Sergeant now. You're the commander of the Marines on this ship. My honor, sir. We should contact Admiral Rance now, Commander. No. Staff Sergeant Omar said to pick your mission. Don't let it pick you. That's exactly what we're gonna do. Bring it in. Ethan, log this. Check. Stratcom sends us out. We get hit. This time it was Tigris. Next time it's Red. Respect to the Admiral. The desk is not the deck. It's time to raise the black flag and start cutting throats. Good on you, Captain. SDF is guarding targets of opportunity out here. We're gonna turn the tables. Set up an ambush of our own back home. Earth, sir? We lure the Olympus to Geneva and take it out. I love this plan. May I ask how, Captain?
We have access to an SDF transponder. It was planted in the operative who took out the ATIS in Geneva. It was a suicide mission. It would have stopped transmitting when the operative was killed. So we would have lost our guns. They would have lost their transponder signal. That would relay an all clear. The fleet would have made immediately. Interrogative. The guns won't be down, sir. We just need SDF to think they are. They'll be caught off guard. ATIS will engage their fleet. Counter-deception. We set the table and they come to eat. And retribution? We take Red out of the equation. She's seen enough. Luminal Gulf, way outside atmosphere. Response time from that distance would be considerable. We couldn't render aid. A drop into atmosphere could be catastrophic. Last wave alone would be quite destructive. Let's hope it doesn't come to that. Ethan, get our tacticals on the map. Prepare a brief, get a distratcom right away. Aye, sir. This could turn the tide of the war, Captain. I'm counting on it, Brooks. Prepare your men. Get a strike package up. Yes, sir. Mac, make sure power's up to snuff. Captain. I want that ship, Reyes. Let's go get it, Saul. Call it, Captain. We'll execute on your orders. Các bạn thấy là tình hình bây giờ có vẻ như rất là tồi tệ đó. It's our last chance to clean up the map, sir. If not, we plot a course for home. Your call. À, bây giờ mình không có làm mấy cái nhiệm vụ phụ đâu, mình chỉ có làm nhiệm vụ chính thôi. Thì tình hình bây giờ rất là nguy ngập khi mà chiếc tàu Tyrus của thuyền trưởng Ferron đã bị phục kích ambush do và bị tiêu diệt. Và bây giờ kế hoạch của Reject là chúng ta cũng làm mình một cái trận phục kích tụi nó. Bây giờ mình sẽ giả bộ mình đi về trái đất và phục kích nó trên đường đi. Và kế hoạch cụ thể nào thì hồi nãy nói rồi nhưng mà mình không có hiểu, mình cũng không có nhớ được nữa. Ok, bây giờ chúng ta vào làm nhiệm vụ thôi. Cái thằng thuyền trưởng bên thuyền trưởng đô đốc Cox đẹp trai vậy mà theo phe ác. Chán đi. Captain, Lieutenant, we've suffered unthinkable casualties today. Captain Alder, Captain Farron. Staff Sergeant Omar, KIA on Vesta 3, sir. It's a shame. He was a good man, a good Marine. He died on my watch. You can't blame yourself, son. Hindsight's a tactical miscalculation we can't afford. I've been informed the STRATCOM has approved your initiative in Geneva. At your behest, the prisoner will be transported to UNSA headquarters. A med team will remove the transponder from the subject, at which point the device will be incinerated. I'll pilot a Raven to UNSA HQ. We'll make that our base of operations. If all goes as planned, the SDF fleet, including the Olympus Mons, will receive an all-clear signal and enter our airspace, provoking a counterattack by our ATIS guns. Well done, Captain. Top Cat out. Vậy là có vẻ như chúng ta sẽ dụ chúng nó vào thành phố để cho súng phòng không bắn. Let's go home. Amen. Collision alarms up. Away in 3, 2, 1. Evaluation. Good shift. Accuracy 0.98. You're getting good at this, Gator. See me on my bike. You owe me a ride. You owe me a race. Here comes the drop. Hover on entry. 3, 2, 1. Report. Error margin 0.0. Perfect drop, Captain. Superb flying, Gator. Best crew this side of the sun, sir. Got that right. Let's hit the flight deck, Captain. Cái cậu này bay càng ngày càng giỏi ha. Stay out of harm's way. I'll call you if I need you. Drops are a no-go into that atmosphere. Copy that. You got the con. Lần này thực hiện bước nhảy lần này không hề có lỗi gì nữa. Rất tốt, Gator. Và bây giờ mình dám cá bạn là bây giờ là đi tới kho vũ khí. There be a strategic act of epic genius. Or? Or they'll be demoted and taking orders from me. I told you we'd see home again. Not sure this is what I had in mind. Nhỏ này dám hù mình hả? Nếu mà kế hoạch không thành công thì nó sẽ được thăng chức, còn mình đi lọc lòng. Commander, Lieutenant, Griff, I understand you're headed for the surface of Sweet Mother Earth. Dạ, mình mới để ý nè, số 1 là của Reject, số 2 là của Solter. Lots of hiding spots for the enemy and all that wreckage. ATADs and Seekers should help sniff out the bad guys. Ủa, trong này đâu có nâng cấp gì đâu hả? Phần upgrade.
No attachment. Các bạn muốn đeo gì không? Tracking chip. Scout. Range increase. Mà thôi xách súng này cũng được rồi. Mình cứ theo mặc định mình tiến. Yes. Thanks, Griff. You're the man. Stay safe down there, sir. Don't let that bastard out of your sight. Lên đường nào. Trung úy. Prisoner has no idea what he's in for. Think they'll keep him alive? Geneva Convention, Article 3. Too bad. Make a halt. Lieutenant, Captain, what that thing did to Tigris, I wish I were going down there with you. I know how you feel, boss. Marines are loading up the armor on one. Raven 2 is you. All ready to set sail here, sir. Chiếc nào? Raven hả? Ủa? Này không phải hả? Chiếc này chứ. Chiếc đó là chiếc Necco, là chiếc máy bay chiến đấu, còn Raven là máy bay chở người. Ok. After you, Captain. Take your seats, gentlemen. Vào vị trí đi, Ethan. Sir, I'm loading the prisoner in now. Major August wants a word. Call sign Echo 6. Patch into our HUDs. See what's going on down there. Roger that. You watching this salt? Fuck. Captain Reyes. Major. This son of a bitch is a handful, sir. Sooner he's under sedation, the better. Echo is 5 mics out from the UNSA building. City's evacuated, so the convoy will move quick. We'll RV with you and the Admiral on the medical hall. What's your ETA? 3 minutes. I'll do it in 2. No. Roger, out. Yay. 3 phút, lái 2 phút. Good separation. Atmosphere in 1 minute. Wow, địa cầu của chúng ta đây rồi, đẹp quá. Rồi đáp xuống bầu khí quyển muốn cháy. Copy 1-2. Angle's good. You're clear. Welcome home. All call signs. Echo Victor's in contact. Taking heavy enemy fire. At our convoy, Reyes. Check. Get us there. Roger. Cái gì có máy bay đực ở đây? Visual on the convoy. Đoàn xe rồi. Woo. Hay quá. Điều phim hành động á. Ở chiếc xe đó của xe của người dơi. Cái chiếc đặc bản của mình đó là xe của Batman. Ui, trời ơi. Top cap, this is 1-1. Convoy is down. I say again, Echo is down. Route is compromised. Our copy, 1-1. Do not forfeit the asset. Imperative, we do not lose that transponder. Copy, Scar, one will pursue. Get us down there, Saul. Raj. Chúng nó đinh cướp tù binh á. Nhưng mà chúng ta không có thể ngăn chặn cái chuyện này lại. Rồi sao nó không kéo cái hạm đội đến luôn đi, kéo cái chiếc xe nhỏ nhỏ vậy? Mà xe đó của ai? Ethan, you're on point. Can't get you any closer. Salt, cover pattern, stand by for sit rep. Copy cover, standing by. Hey. Find the truck, Ethan. This way. Đây, tôi tìm cái xe đó. 1-1 to Echo, how copy? Echo, this is 1-1, do you read? Nó không nghe rồi. Echo là mật mã của cái xe đó. Không có ai trả lời hết. Nó chết hết rồi. Ồ, xe đây nè. Có sao không anh bạn? Ôi trời. Major, medevac is inbound. Where's the prisoner? They took him! Out the back! Ông này là... I'll secure this position. Fever! I need a comm jam in this sector to isolate the asset. This is no bueno, Raider. Salt, he gets to a terminal, kills that transponder. We're burned. Solid copy. I'll bring the Marines. Này súng sọc gần đúng không? Ok. Ê! Đi, tôi có mình vậy? Nó đi đường này. Rồi. Nhà máy gì đây? Trên kia kìa. Cái ông nội hồi nãy là cấp tá luôn á. Gì vậy? Rồi.
Nhìn cái con đó lạ quá, mình chưa có dám bắn. Tên tù nhân nó đi qua hướng này. Nó có lính bảo vệ. Hey. Em được ăn đạn của nó rồi. Gớm. Headshot. Ở đâu nữa vậy ta? Ban đầu thấy được gì kìa? Rõ đèn vô hả? Thảo nào. Mình không thấy cái người, nó chỉ thấy cái ánh đèn thôi. Bay lên đây cho chắc. Genji. Chết đi. Một nhát chưa đầu. Để nạp đạn cái này đã. Mày bắn nè. Hình như còn thằng nào trên đây á. Ok, chắc là hết rồi. Chúng nó đi dưới rồi. Mày này, cần thả bọn ra. Ăn con đi. Một con thôi là ăn thịt tụi nó hết rồi. À, bùm. Có hai đứa mà xài bọ hơi bị uổng. Má cái cầu. Hắn đi theo đường này. Chết. Thằng nào ném lũ đạn rồi đó. À, trên kia. Headshot. Một viên chết. Quá hay. Mình rất là thích khẩu súng này. Thích khẩu súng nào mà bắn một viên thôi chết rồi. Không cần bắn nhanh, chỉ cần bắn chậm. Ê đừng khóc. Có tôi ở đây nè. Tội nghiệp cô gái, cứ nấp xuống đi. Không có sao đâu. Để mình đi kiếm trong trong như anh đây có đạn gì bổ sung không? Không có rồi. Đẩy cửa vô. Này. Bắt nó. Ở những cự ly gần thì chúng ta biết lấy khẩu súng này là sọc kênh là nhất. Hồi trước mình đâu có biết súng nó sọc kênh đâu, súng nó tưởng nó súng điện. Bắt đầu. Ở đây lựu đạn gì đây, fuck hả? Em lựu đạn chết cha nó đi. Mày flank tao hả? Dám flank hả? Tao thấy mày rồi nha. Một tên. Ok nữa đúng không? Hết rồi. Lấy thêm đạn nè. Lên lấy lựu đạn nổ ha. Gớm nha. Nè. Coi thằng nào chết trước. Mình còn có cái này nữa mà. Bậy đi, bắn thôi nó. Chiu chiu. Hãy con trôn nó đi cho nó tự bắn. Ê
phải bắn nó chứ không thôi con John nó chết. Nó chưa chết đâu. Vẫn còn nửa máu, chín máu. Rồi. Ở đâu vậy? Phải. Chết chết cái thằng đó luôn. Lựu đạn này mày. Nổ đi. Đội qua lấy con bọ. Đây là cái xuyên. Ôi ôi ôi, bắn đâu à? Các bạn làm căng quá. Kìa, yeah, thấy rồi. Súng này ngon hơn. Thương hắn đang bị tê liệt đúng không? Chở thêm trái nữa. Sticker ammo đầy đạn. Full. Cho sticker vô ăn thịt tụi nó. Cái gì vậy? Cho thêm trái nữa đi. Ở trên lầu hả mày? Ôi ôi, trên, ngay trên đây luôn. Đằng kia có khẩu gì xịn quá kìa. Ghê ghê. Thay xe mét longbow luôn. Má ơi. Vô nhà vô nhà vô nhà. Bắn hơi bị đau rồi, tôi nói là con quỷ robo. Quỷ con thằng chết kia may nè. Đổi lấy khẩu này đi, tại mình có khẩu này rồi. Ăn lũ đạn nè con. Kìa. Thấy con. Ủa anh bay đâu vậy? Chết chưa? Ôi 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 phải. Làm cho mèo với nó nữa. Bum. Tan xác. Xong. Cha cha, mình hết bọ rồi, còn có một con bọ. Đợi lấy con Ron, lấy con nữa. Thả rồi bắn á. Tên. Trên này, bên kia nữa. Chỗ này không có chỗ núp. Mày núp sao cái xe tàu hủ này.
Bắn rác ghê á. Một tên, ôi ôi. Ở đâu bắn nhất vậy? Thằng đó chết chưa? Chưa đâu. Lửa không chả thấy gì luôn á. Này đi cho chắc cú. Vô rồi, cho nó một chưởng. Đúng vậy đó. Hình như là đi theo đường này. Đây rồi, đạn đây. Oh oh wow wow. Nghe tiếng nó ném lũ đạn ở đâu. Trời ơi, siêu đang khạc rồi. Chúng ta đang ở dưới một cái nhà thờ. Ây da. Hắn kìa, hắn kìa. Mới đi vô nhà thờ đúng không? Hả? Cái đường nào nhờ? Đâu phòng đi lên đây chẳng. Thế à? Người ta đi đường này. Bay lên đó. Ôi. May nè. Được không? Thôi được có hai thằng à. Thêm thằng nữa là bởi siêu rồi. Công nhận cái siêu đó nó thì nó tốt thật chứ. Xài đã thật. Chống đạn xong rồi lại gần quốc nó cái bằng. Quá đã. Xuống gì đây? No, không cần. Nhất là để siêu vô. Nào tới gần là quốc cái đùng nè. Bùm. Một tên. Mình cảm thấy hả có cái khiên đó mình tự tin hơn nhiều. Và bây giờ chúng ta đang ở dưới cái nhà thờ. Chết đi. Đáng lẽ lúc này mình phải có một khẩu shotgun. Ui, lũ đạn. Thúng đạn. Nữa. Hai trái liên tục. Ném trái nữa mới tài nè. Mày hả bưởi. Coi ở đây mình có cái gì. Hết hồn. Chết đi con robot. Núp hả mày. Mà bọn này nó mặc cái bộ đồ gì lạ quá ha. Giống như người ngoài hành tinh nữa coi kìa. Có cái mặt nạ. Đó. Ê, ở đây có thêm frag. Tốt, lũ đạn. Nè. Ấy, không bỏ. Cái gì vậy ba?
máy nè. Rút. Lựu đạn lên. Ta đang ở trên cái gọi là một cái gác xếp của nhà thờ ha. À, hắn đâu rồi? Bắn nó đi. Bắn. Ăn trầu lỗ mũi nha con. Ôi, khiên không có xài được nữa. Ôi, đau thiệt. Hắn leo lên trên tầng thượng à. Không có đạn dược vũ khí gì vậy hả? Ok, tiếp tục truy đuổi hắn nè. Oh shit. À, thú nạn. À, the man from Earth dying for a lost cause. Gì đây? Ủa, đang đoạn hay mà. Đang đánh nhau dữ dội bị bắt đi đâu rồi? Iron Shield. Mày làm gì vậy? Ôi, nó kích nổ gì cơ? À. Rồi. This is true courage. Gì vậy ba? Gì vậy ông nội? Ôi, sếp bức khư hả? Ủa, nó đặt bụng nó lấy cái gì vậy? The signal is lost. My fleet lands here. Oh shit. Trời ơi. Actual, this is retribution. Send death fleet is descending inbound. Copy. I need red to prep for drop into atmosphere. The shockwave should disable the Olympus so we can board it. Yes, sir. Wow. Ở tàu Olympus, Olympus của nó ở đây rồi. Bay ngang qua đầu mình luôn. Raya's dead. He destroyed the transponder. We're moving to take Olympus. Red's jumping in now. All stations, Olympus Mons is weapons red. Admiral, you need to get to a bunker. They're firing. Raya's, I want to tackle him. Ôi trời. Ôi no. Admiral Raya's. He's gone. Ôi, chúng nó bắn ha, bắn cháy trụ sở mình rồi. Đô đốc chết rồi. Admiral Koch is mine. Khốn đô đốc Koch nữa. Bay nào. Chúng ta làm được cái trò gì bây giờ? Phi thuyền thì không có nhiều. Quách đò sợi cái gì vậy? Ôi, nhảy dù. Má ơi. Bay, bút. Ôi, nhảy vào phi thuyền địch luôn. Bravo team is on the deck. 4-1 exiting the AO. Hay quá sao tớ. Let's get to the bridge before they recover. 1-1 in. Ok, chắc là bây giờ mình hả, tạm thời mình xây game tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc truy đuổi ông nội Cod vào video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và tạm biệt. Bye bye.